Từ đầu tháng 3 đến đây, xâm nhập mặn đã lấn sâu thêm vào trong nội đồng, liên tục ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất ở nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Hai tháng tới, đồng bằng sông Cửu Long còn phải đối diện với bốn đợt xâm nhập mặn. Nồng độ mặn 4 phần ngàn có thể lấn sâu vào cửa sông Vạp Cỏ tới 80-95 km. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định từ nay đến hết mùa mặn 2024, đồng bằng sông Cửu Long còn chịu ảnh hưởng của bốn đợt mặn vào các ngày 23 đến 28 tháng 3, ngày 8 đến 14 tháng 4, 23 đến 28 tháng 4 và 6 đến 12 tháng 5. Trong đó, đợt xâm nhập mặn cao nhất sẽ diễn ra vào ngày 8 đến 14 tháng 4, nồng độ mặn 4 phần ngàn, lớn sâu cửa sông Vàm Cỏ, 80 đến 95 km sông Cửu Long 50 đến 65 km, sông Cái Lớn 45 đến 55 km. Nước sông nhiễm mặn sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm ngàn hộ dân do tác động của El Nino và biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua mùa khô khốc liệt từ nửa cuối tháng 12 năm 2023 đến nay gần như không mưa. Tỉnh Bến Tre đã đề xuất dẫn nước từ sông Sài Gòn hoặc Đồng Nai cấp cho các tỉnh miền Tây để khắc phục tình trạng thiếu nước mùa hạn mặn tỉnh cà mau đề xuất dẫn nước ngọt từ sông hậu về thông qua hệ thống thủy lợi để hạn chế khô hạn sụt lún thiếu nước